Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình Trinh Kiêu. Thì cái video trước á, mình có nói là mình sẽ hướng dẫn các bạn config một cái server như thế nào ha. Thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn config server. Thì ok, việc đầu tiên là các bạn phải bấm SC lên. Đấy, mình sẽ bấm vô tùy chọn ha. Bấm vô điều khiển. Các bạn có thể chuyển qua tiếng Anh tiếng Việt ha. Ở đây mình đang chuyển qua tiếng Việt. Ok, thì ở đây mình sẽ config nút như thế nào. Thì cái phần là chạy nhanh á, bình thường mặc định nó sẽ là control ha. Còn mình thì mình quen rồi nên mình chọn shift. Đấy, còn đi rón rén là mặc định là shift, còn mình là chọn control. Thì nói chung là tùy các bạn thôi, không có ép buộc ha. Ok, thì mặc định nó sẽ ở đây hết nè. Mình không có đụng tới phần nào hết ha. Mình sẽ chỉ nói những cái phần nào mà cần thiết lập thôi ha, còn mấy cái mà kia mình không nói thì mọi người cứ để mặc định đi. Ok, ví dụ như bây giờ là mình có cái mod là ba lô á, thì mình sẽ phải cần cái nút mở cái ba lô lên. Đấy, thì ví dụ như bây giờ ở đây mình chọn nút nào cũng được, ví dụ như là mấy cái nút nào không đụng ha. Đấy, nút B là đụng mình nè, nút O cũng đụng, nó đỏ là đụng á. Giờ mình chọn phím chết rồi, phím nào cũng bị đụng hết vậy. Ok, mình chọn cái numpad 3 và cái chỗ 1 2 3 4 5 6, mấy cái phím 1 2 3 4 5 6 bên tay phải mình phím á. Đấy, thì bạn nào xài bằng phím phụ thì mới có nha, còn bạn nào không có thì mình chọn cái phím khác để nó không bị đụng ha. Đấy, thì mình bấm cái nút numpad 3 này nè, là sẽ mở cái ba lô lên. Cái túi lên cho mình ha. Rồi. Game sát thì lúc nào nó cũng gọi là phím K hoặc định luôn ha. Ok, thì cái phần journey map nè, thì cái phần change map type á, thì nó sẽ có cái hai kiểu map, đó chính là một cái dạng map hình tròn ha, cái bản đồ tròn với lại một cái bản đồ vuông. Thì mình nghĩ thôi mình cứ để mặc định đi, bản đồ tròn thì nó sẽ dễ chịu hơn ha. Rồi, mình kéo xuống dưới. Ok, đây cái create waypoint á, mỗi lần mình muốn tạo một cái điểm dịch chuyển á thì mình sẽ chọn cho mình một cái phím ha, phím nào cũng được tùy mọi người, nói chung là thuận lợi thôi. Bấm lên nó sẽ hiện lên cái chỗ để mình tạo, mình đặt tên cái waypoint cái địa điểm đó. Ok, tiếp theo là waypoint manager ha. Thì bây giờ mình muốn mở một cái list lên những cái địa điểm mình đã lưu cái điểm di chuyển á, thì mình đây mình sẽ chọn cho mình một cái phím nào các bạn tùy thích ha, cái phím nào mà nó chưa bị đụng á. Đấy, mình chọn rồi mình nhớ nha. Rồi, đó là những cái phím quan trọng mà cần phải có thôi. Đấy, Waypoint Manager với lại Create Waypoint á. Rồi, đấy là còn cái này là cái giao diện mà khi mà mình mở cái full screen map lên á, ví dụ như đây. Đấy, đây là giao diện á, mà mình nghĩ là không có cần cài phím gì đâu, tại vì mình có thể đây nó có nút sẵn, mình chỉ cần lít vô thôi. Đó, ở đó thì nó kiểu như là nó cho mình phím tắt bấm nhanh đó mà. Ok, đây phần quan trọng đây là phần bisermon. Ok, bây giờ mà mình muốn chọn chuyển màu cho mấy cái bóc của mình á, đâu để mình vô đây ha, đây mấy cái bóc của mình đây nè. Đấy, đây mình bấm phím mà mình đang hiện tại mình chọn là phím số 5 ha. Đây mình bấm số 5 lên, nó cái hiện lên hai cái dấu mũi tên màu đen nè. Đấy, thế mình sẽ chọn cho nó được cái màu nền á, mình thích cái màu nền đó mình chọn ha. Thì nói chung là ai thích màu mè thì lạ thôi, còn không thích thôi ha. Ok, mình quay trở lại nè. Thì đây thì quan trọng nhất ha là cái nút mà open config screen là để là nút B lúc nào cũng vậy hết. Đấy, mình bấm B để mình mở config, nó khá là quan trọng cho này ha. Ok, thì để mình xem ha. Cái này là cái van banner của mình ha. Mình chọn cái nút ở đó để mình giữ, lúc đó mình đào nó sẽ kích hoạt cái van banner để nó đào nguyên cái cụm nó luôn. Ok, thì đây ở đây có một số nút, hai cái nút khá là quan trọng mọi người hay hỏi nhất, đó chính là làm sao để tiến hóa mega ở bên ngoài không cần đấu trận đấu ha. Đây mình quay mình nhớ cho mình ha. Đầu tiên là cái nút Net External Move. Đấy, ở đây là mình chọn numpad 6 ha, phím số 6 bên tay phải. Rồi, với lại một cái dòng nữa chính là View External Move.
đó chính là sử dụng cái kỹ năng á. Đây là mình là phím G ha. Ok, giờ mình sẽ gọi con cào cào mình ra đi. Đây thì đầu tiên mình sẽ bấm cái nút mà net external external move ha. Đây mình bấm phím số 6, nó sẽ hiện cho mình cái giao diện này. Sau đó mình vô chuột á, mình chỉ xuống cái chỗ cái mega nè, phải đeo đá mega nó mới hiện cái chỗ này lên nha, không đeo là không có đâu. Rồi mình bấm phím G, à, mình lít cái vô chỗ chọn mega đã, rồi bấm phím G vô con Pokemon của mình. Đấy, như vậy là nó sẽ tiến hóa mega ở bên ngoài trận đấu. Thấy không? Đấy. Rồi, mình thu nó vô là nó mất ha, thu nó vô là mất. Đấy. Đây, bấm phím 6 lên để hiện giao diện lên, là mình chọn cho nó Amberry hay là mình tiến hóa mega, hoặc là nó sẽ có một cái số skill như là làm trời mưa hay sét đánh hay là lửa hay gì đó chẳng hạn. Thì đó bắt buộc mình phải lít vô một cái rồi bấm G là nó sẽ thực hiện theo cái skill mà mình đang chọn. Hiện tại mình đang chọn là tiến hóa mega thì nó sẽ tiến hóa mega ha. Ok rồi, bỏ qua phần này đi, mình vô cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần config server như thế nào. Ok ha, thì hiện tại mình đang nói config server như thế nào ở bản 1.12.2 nha, với lại cái Pokemon Pokehan á, cái bản có trứng á, thì mình chỉ hai bản này mình mới thể config trong game thôi. Còn cái bản mà mới nhất hiện tại của Pokemon là 1.16.5 thì không thể nào bấm nút B mà nó hiện lên này được. Ok ha, thì cái đó mình sẽ làm một cái video khác để hướng dẫn các bạn. Ok, giờ đầu tiên mình sẽ vô cái giao diện của Pokemon config. Đây mọi người thấy ha, nó có rất là nhiều tab. Rồi ok, ở đây mình chú ý cho mình ha, cái này là apply global poly, là sao, là khi mình tích vô cái này thì mọi mà cái setting mình trên thông số mọi người setting cái server như thế nào đó, nó sẽ áp dụng cho tất cả các cái thế giới về sau mình tạo trong cái bản này hết luôn. Ví dụ như là mình hiện tại mình đang cái thế giới mình đang tên là Bisemon 1 đi đó, mình click vô apply globally ha, sau đó mình setting này nọ, ok bấm xong đó là luôn. Thì khi mà mình tạo một cái server Bisemon 2, nó sẽ lấy những thông số mặc định của cái này hết luôn, nó thấy lấy những cái thông số mà mình đã chỉnh nó áp dụng vào cho cái thế giới thứ hai luôn. Thì tùy mọi người ha, nhưng mà mình nghĩ là không nên tích đâu, thì mỗi server thì nó sẽ có cái mình điều chỉnh khác nhau để mình chơi. Còn bạn nào mà lười quá muốn chơi server khác giống vậy thì mình cứ sẽ tích vô này luôn ha. Ok thì đầu tiên mình sẽ đi vô cái tab general ha. Rồi đây thì mình những cái nào mà cần nói thì mình sẽ nói ha, còn không cần thì thôi mình cứ để nguyên nó vậy ha. Ok, đây ở đây là cái maximum blend đó, đó chính là nó giới hạn cho mình trồng được cái cây berry á. Mọi người thấy là mỗi lần mình trồng cái cây apricorn hay là berry á, mình trồng một cụm thiệt là nhiều cây á, nó cho mình trồng khoảng chừng vài cây thôi đó. Thì khi đó mình sẽ vô chỗ này ha, mình chỉnh lên, mình tùy thích mình cho nó một cụm bao nhiêu cây đó, chỉnh thì chín 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 trồng đã đời luôn ha, nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Tùy mọi người, thì mọi người có thể chỉ vô trong cái dòng của cái này nè ha, nó sẽ nói cho mình nè, default là của nó sẽ cho là 32 cây đấy, là mặc định là mình chỉ trồng được 32 cây một cụm thôi đấy. Thì nó sẽ có cái khoảng cách là từ 0 cho tới 2000 mấy ha, cũng chỉnh nhiều chỉnh. Ở đây mình chỉnh 999 thoải mái luôn. Ok, Black Rayo Mad Ruby Enchant, đây là cái gì? Đây là nó sẽ giới hạn cho mình số lượng mà cái bộ ba sông hồ, mọi người nhớ không, ba con màu xanh xanh á, ba con màu xanh xanh đó, để mình vô mình coi ha. Đây đây, bộ ba sông hồ đây, ba con này mọi người nhớ là nó sẽ cho mỗi con một cái viên ruby không, mỗi con một viên ruby để mình chế ra cái vòng màu đỏ, chế ra cái vòng màu đỏ để triệu hồi Giratina này nọ đó. Để mình xem cái vòng đó đâu ha. Trời ơi giờ nó nhiều quá, nhìn rối mắt luôn á. Đây đây đây, cái vòng này đây. Thì ba viên ruby sẽ chế được cái vòng này ha. Thì đó, ở đó nó sẽ giới hạn mình lại. Đây, số 3 ở đây là có nghĩa là gì? Số 3 ở đây có nghĩa là mỗi một con mình chỉ thể lấy được 3 viên ruby thôi. Thì ví dụ như bạn nào mà muốn chơi cho nó có được nhiều á, thì đây mình chỉnh lên tùy thích 15 hay là 20 gì đó tùy ha.
thì ở mặc định ở đây là ba đó, các bạn cứ chỉnh luôn đi, tại vì một con ví dụ như một con mà lấy 3 lần mất hết 3 viên ruby là con đó nó không còn lấy được ruby nữa, bắt buộc phải đi bắt một con khác. Mà mọi người biết là mấy con này bắt khó dữ lắm luôn, phải mấy chục bon, có 100 bon mới dính được nó, tùy vô nhân phẩm mình nữa ha. Thì khi đó các bạn muốn chỉnh thì chỉnh, không thôi tùy vô nhu cầu của mọi người ha. Ok thì đây tiếp dòng tiếp theo, dòng tiếp theo chính là Amount of PC Box ha. Thì cái này là cái gì? Cái này chính là cái PC của mình á, nó có bao nhiêu ô trong đó. Mọi người thấy mình chỉnh 40 đúng không? Đây nè, thấy không, mình đang có 40 ô không, là do mình chỉnh lên 40 á, chứ bình thường thì nó có 30 hay nhiêu à. Đấy thì mình muốn cái PC mình chứa được nhiều Pokemon á, mình sẽ cho số lượng ra bao nhiêu bốc á thì mình sẽ cho lên. Đây, 40 bốc, 50 bốc, 60 gì đó. Đó, mình nghĩ 40 là cũng khá là nhiều đó. Tại vì mình bắt muốn gần hết Pokemon luôn rồi, mà 40 bốc mình chưa xài hết. Rồi, tiếp theo ha. Đây, mình chú ý dòng này giùm mình ha. The Legendary ha. The Legendary Bird á, là con ba con chim á. Đấy, thì mọi người phải nhớ nha, lúc nào chỉ vô đây để mình đọc xem nó là cái gì trong đó. Ok, thì nó cho phép mình á, nó hỏi mình là ở đây nè, mình muốn chỉnh con chim, ba con chim như thế nào, mình mỗi một server chỉ bắt được một lần thôi, hay là một lần cho một người chơi hay là gì đó. Thì ở đây mình chọn là 4 ha, 4 đó. Mình cứ việc có quả cầu, có cái ộp á, có cái ộp á, mình cứ đưa vô mình bắt thôi, bắt nhiều cũng được. Mình chọn đây là số 4 đây ha, mọi người thấy là số 4 là unlimited không, không giới hạn. Đấy, chọn số 4, muốn bắt bao nhiêu con bắt. Thì mình muốn, ví dụ như mình muốn săn mấy con shiny chẳng hạn đó. Đấy, cứ bắt bao nhiêu bắt thoải mái, chứ không cần là mỗi người phải bắt một con hay gì đó nữa, nó bị gò bó quá ha. Ok. Cái mobile tutor ha. Thì cái này là hình như là mấy con tutor á, nó sẽ có giới hạn cho mình bao nhiêu cái kỹ năng để mình có thể chọn á. Thì ở đây mình cho max luôn, 90 luôn, chọn thoải mái, không có cần gò bó gì hết. Default là 20 thôi ha. Thì default 20 thì mình phải sẽ phải kiếm nhiều thằng khác nhau để mình coi nó có nhiều cái kỹ năng khác nhau để mình lựa. Thì mệt lắm, mỗi lần nó xuất hiện thôi cũng đã khó rồi, mà còn phải đi kiếm nhiều thằng nữa. Nói chung là mọi người thích dễ hay là thích trai hạt á thì mình cứ chọn. Ở đây mình cho 90 luôn cho nó dễ ha, tại không có nhiều thời gian á. Rồi. Ở đây ha, ở đây mình sẽ có cái dòng berry tree ha. Thì cái thời gian mà cái cây berry nó lớn á, thì mình phải chỉnh ở đây ha, chỉnh thời gian tăng lên. Default đây là 1 thôi, mình chỉnh lên cho 10 thì nó sẽ trồng berry nó nhanh hơn để mình thu hoạch ha. Ok thì tùy mọi người ha, chỉnh nhiêu cũng được. Mình cứ xem nè, cái răng này là 0.1 đó cho tới 1.000 đấy, ít nhất là 0.1 mà nhiều nhất là 1.000, thì mình đừng có chỉnh vượt quá 1.000 là được ha. Mình xem cái khoảng thời gian, mình nhớ chỉ dưới đây nè, lấy con chỏ chuột này chỉ vô cái chữ này nè đó, nó sẽ hiện cái thông số cho mình để mình có thể chỉnh cho nó phù hợp ha. Ok, maximum là maximum level ha. Thì cái này là cái gì? Cái này là max level của con Pokemon mình có thể luyện lên, đó chính là max luôn, là chỉ có 100 thôi. Còn ví dụ như 100 mà vẫn không đánh lại tụi mấy cái tụi boss á thì ok, mình chỉnh lên 120, 150 gì đó chị. Muốn mà thích chơi mà luyện level cho đã, chỉnh được 1.000 hay gì đó đánh đánh ầm trời luôn ha. Rồi dispel radius ha, thì cái vùng mà nó sẽ dispel là khoảng 80. Mặc định thì mình thì để mặc định luôn, không có chỉnh ha. F charm ha, thì nó sẽ có mấy cái charm á, sau khi mình làm mấy cái thủ tục với sao ta, sau khi mình làm mấy cái thành tựu á sẽ nó cho mình mấy cái charm á. Đây mấy cái charm này nè, đấy ở đây hiện tại mình có cái shiny charm với lại cái gì á. Thì nói chung là làm thành tựu nó sẽ ra được mấy cái charm này ha, thì nói chung là cũng hên xui lắm. Thì sẽ có một cái app F charm, nhưng mà mình nghĩ là mình sử dụng cái F xe rồi, F xe on rồi, nên là mình cũng không có cần quan tâm tới cái chỗ này đâu ha.
FC on quá là mình chỉnh cái kinh nghiệm lên thôi, là mình làm thấy thấy bà mình luôn á. Đây, ở đây ha, ở đây là cái Dynamax size á, kích thước mà khi mà tiến hóa Dynamax. Bạn nào thích bự á, đây chỉnh lên. Hiện tại default là 15 ha, chỉnh lên gì đó 100 hay gì đó chẳng hạn, cho nó bự thiệt bự cho nhìn cho đã ha. Ok. Rồi, coi như là xong cái tab general ha. Những cái nào mà quan trọng, những cái nào cần chỉnh á, thì mình sẽ có nói cho bạn rồi đó. Thì các bạn xem xét mình chỉnh ha. Ok. Mình qua tab tiếp theo, đó chính là tab Battle ha. Rồi, đây, các bạn hỏi rất là nhiều. Làm sao để mà tăng cấp level được nhận được nhiều kinh nghiệm? Ở đây ha. Experience ha, Modify. Thì ở đây là default là một thôi. Mình nghĩ là mình nên chỉnh lên 5 đi. 5 là nó vừa đủ. Không nhanh quá mà cũng không chậm quá. Còn các bạn nào muốn nhanh hơn xíu thì mình chỉnh lên 7 ha. Còn mà đừng chỉnh nhiều quá mệt lắm, tự nhiên đánh một con mà lên mấy chục cấp chán lắm, không vui. Ok, chỉnh 5 thôi, còn chơi hạt xíu chỉnh xuống xíu nữa. Vậy đi ha. Rồi, pick up rate ha. Đây, mỗi người mỗi lần mình đi load mấy cái quả cầu ở dưới đất á đó, đó load ở đó thì mình sẽ tăng tỷ lệ lên, ví dụ default là 10 thì mình tăng lên gì đó chẳng hạn, nhiều lắm nha. Đây, ở đây là tới 2 tỷ lần. Tới 2 tỷ lần á. Đó, mình chỉnh lên chừng khoảng 5.000 thôi. Mình thấy 5.000 chưa rớt đồ gì ngon đâu. Kiểu như cũng rớt thôi, cũng cũng ra được đồ thôi chứ không phải là ra đồ ngon. Mọi người đừng nghĩ mình chỉnh lên từ như ta. Ở đây là 10 thôi, mình chỉnh lên 5.000 nó chắc nó ra một cái Master Ball nhiều lắm, không có rồi, không hề được. Nó chỉ ra mấy cái vật phẩm thôi ha. Ok. Thì cái tab này nó chỉ có quan trọng là hai cái dòng pick up rate với lại là cái experience ha, cái kinh nghiệm ha. Đây, quan trọng hai chỗ đó thôi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ tới cái tab spawning ha. Đây, đây là cái tỷ lệ mà mấy con shiny nó sẽ xuất hiện ha. Ở đây là mặc định, đây mặc định của mọi người thấy là 4096, thì mình giảm xuống thì nó sẽ ra shiny càng nhiều, mà mình tăng lên nó sẽ ra shiny càng ít. Ok ha, thì mặc định của nó là 4.000 ha, 4.000. Ok ha, thì cái shiny spawn này nè, thì mình càng chỉnh xuống thấp nó sẽ ra càng nhiều con shiny. Thì ok, mình chỉnh sao cho nó hợp lý đây ha. Mình nghĩ là chắc khoảng tầm mình giảm xuống tầm 2.000 hoặc 1.500 thôi là ok ha, chỉnh khoảng tầm 2.000 hoặc 1.500 thôi. Rồi, boss spawn rate, ấy tỷ lệ xuất hiện mấy con boss. Ở đây mình mặc định là nó có 256 thôi. Thì mình nghĩ là mình muốn đánh boss nhiều á thì mình chỉnh lên nhiều ha. Rồi mình nghĩ là chỉnh lên khoảng tầm 4.000 đi. 4.000 thì boss nó xuất hiện đều 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 vậy. Thì nói chung là tùy mọi người ha. Hiện tại là default là 256. Mình có thể tăng gấp đôi lên, ví dụ như 500 hay là 1.000 hay gì đó. 4.000 thì mình thấy nó ra cũng nhiều đó, nhưng mà không xi nhê hết á, nó ra chắc chừng khoảng 4 5 con gì đó thì mình chỉnh 4.000 ha. Cái này không phải là cái server, cái thông số là server cũ mình chơi ha. Ở đây mình chỉnh lung tung beng hết rồi, mình chỉnh cho mình test á. Thì mọi người chỉnh theo cái ý thích mình ha. Chứ đừng có theo mặc định là theo tụi mình chỉnh tùm lum hết trơn á. Ok, thì default là 256, mình có thể đổi lên mình đề nghị thôi ha, mình hãy chỉnh lên 500 hoặc là 1.000. Còn bạn nào thấy nó 1.000 mà ít quá thì mình có thể đẩy lên 2.000, 4.000. 4.000 thì hiện tại đây 4.000 mình chỉnh không, xung quanh mình ở đây được hai con. 4.000 thì được hai con ha. Đấy, rồi mình đi tới cái tab tiếp theo ha. Boss boss level ha, thì mấy cái level của con boss là 5, 10, 20, 30, 40, 50 đó. Ủa sao đây có 25 gì ta, như 65 thì phải. Chắc mình chỉnh nhầm ở đâu đó ha. Đấy, đây là mọi người xem nè, boss common, uncommon nè, ray epic nè ha, nó sẽ tương đương với mấy cái số này nè. Thì mình nghĩ thôi chắc cũng để mặc định thôi, không cần chỉnh đâu ha.
Rồi, ở đây là cái boss Ray Candy Chain ha. Thì cái tỷ lệ mà rớt cái kẹo á thì tương đương với cái chất lượng của con boss. Ví dụ như ở đây là boss uncommon là 1 2 3 4 5 6 7, như là 7 7 cái đúng không? Không, 6 cái thôi. Đấy, thì đó, common, uncommon hay là legendary ultimate gì đó. Thì mình muốn có nhiều kẹo á thì mình tăng tỷ lệ lên ha, 0.1 thì mình tăng lên chừng 0.5, 0.7, 0.8 gì đó. Còn muốn chơi hết ga luôn thì nâng lên 1 2 3 4 5 6. Đấy, đánh đánh boss càng xịn thì sẽ gớt càng nhiều kẹo vậy thôi ha. Thì ở đây thì mình không có chỉnh, mình để mặc định. Đó là cái kẹo mình có nó cũng ít lắm. Rồi. Cái này là boss bao spawn tích ha. Thì ở đây là 10.000. Thời gian boss nó spawn ra thì mình nghĩ là mình nghĩ chỉnh xuống khoảng 6.000 đi. Mình nghĩ là 6.000 hợp lý ha. 6.000 mình chơi như vậy là nó đều. Nó ra đều 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 nhưng mà nó không có nhanh quá cũng không chậm quá. Ok. Còn cái boss bao scan có nghĩa là tỷ lệ con boss nó xuất hiện. Thì mỗi lần nó xuất hiện nó sẽ có tỷ lệ ha. Đây, ở đây là mặc định là 0.3, có nghĩa là 30%. Nó chỉ có 30% xuất hiện thành công thôi. Đấy, thì mình nghĩ là ở đây mình chỉnh lên thành 0.7 đi, 70% ha. Còn bạn nào thấy ít quá thì lên 80. Đừng chỉnh trăm, chỉnh trăm chán lắm. Còn nếu mà bạn nào mà muốn chơi mà thu thập full luôn á, ok, chỉnh một. Chỉnh một ha, chỉnh một có nghĩa là 100% ha. Thì mình ở đây mình khuyến cáo là 0.7 đi, 70% mình hên xui cho nó vui. Rồi. Ở đây là thời gian của mấy con Legendary, mấy con Pokemon huyền thoại nó xuất hiện ha, thời gian. Đây. Thì mình nghĩ cũng nên chỉnh 6.000 thôi ha. Đây, mình chỉnh 6.000 mình check thử. Ok, mình dùng lệnh check spawn legendary ha. Ok, thì ở đâu đó nó sẽ là 5 phút. Khoảng tầm đó, mà có thể là do trước đó nó đã chạy thời gian rồi. Thôi mình nghĩ là 5 phút một con legend thì nếu mà các bạn thấy nhanh quá thì có thể tăng lên 8.000, 9.000 hay 10.000 á. Thì mình nghĩ là ở đây là default là 25.000 á. 25.000 thì đâu đó là hình như là khoảng tầm 20 phút thì phải. 25.000 thì đâu đó khoảng chừng mười mấy 20 phút á. Thì một con xuất hiện mười mấy 20 phút thì nó cũng khá lâu ha. Thì tùy các bạn thôi. 6.000 là 5 phút nè. Thì mình nghĩ là tăng lên 10.000 đi ha. 10.000 đâu đó chắc nó khoảng tầm 10 phút á. Ở đó. Đấy. Thì ở đây tỷ lệ legendary spawn ha. Tỷ lệ xuất hiện của nó thì cũng giống như trên kia. Mình cho nó 70% đi, 0.7 là 70%. Còn mình chỉnh một lần 100% đó nha. Tùy các bạn, nếu bạn muốn hên xui chơi hên xui thì các bạn phải 0.7. Còn muốn mặn lần ăn luôn, ăn được luôn thì cứ chọn một. Ok. Rồi, mình đi theo tiếp theo ha. Đây, maximum spawn level là cái gì? Đây là cái cấp, cái level mà con Pokemon nó spawn ngoài tự nhiên á, cấp cao nhất. Thì ở đây mình chỉnh 70. Còn các bạn nào thích đánh mấy con mà mạnh mạnh hơn nữa, mình thử chỉnh lên 100 ha. Đấy. Thì default nó là 60, mình chỉnh lên 70 thôi, là nó hợp lý rồi. Đây, từ level 5 tới 100 ha. Rồi. Đây, ở đây mình để ý cho mình dùm cái dòng này ha. Thì đây là cái con Meltan. Con Meltan là cái con mà mình đung mà nó xuất hiện á. Đấy, cái con mà hình con ốc á. Đấy. Thì đây là cái tỷ lệ mà con Meltan sẽ spawn khi mà mình bỏ sắt vô mình đung hay là bỏ vàng vô mình đung á. Ha. Thì ở đây tỷ lệ của nó là 3072. Thì mình chỉnh sao cho nó ít ít thôi. Giảm về càng ít thì nó sẽ xuất hiện càng nhiều á. Ok ha, thì đây mặc định là 3072 thì đó, hình như là chỉnh thấp xuống nó sẽ tỷ lệ xuất hiện càng nhiều hay sao á. Rồi, thì khi con Meltan nha, nó xuất hiện nó cũng có tỷ lệ nó biến thành con Ditto nữa. Con Ditto là cái con màu hồng hồng. Nhìn nó như con Slime vậy đó. Thì mình nghĩ là mặc định của nó thì 0.25 thì mình không muốn cho nó xuất hiện.
tự nhiên con meta nó xuất hiện khó lắm rồi mà còn xuất hiện bị đổi thành con Ditto nữa, thì chơi game mà mình muốn vui mà đúng mà xuất hiện vậy nó hơi cay cú, thì tùy các bạn thôi. Ở đây mình cho âm một luôn thì là nó khó xuất hiện lắm nha, âm một luôn, còn hoặc là có thể là không cho xuất hiện luôn là âm hai đó, mình trừ một thôi. Rồi ở đây là hidden ability là mấy cái nội tại ẩn của con Pokemon mình á, tỷ lệ nó xuất hiện á thì default là 150, mình nghĩ là cho lên 500 hên xui ha. Rồi Gigantamax ha, thì cái này là cái con Pokemon đó nó sẽ có Gigantamax không, đó là tỷ lệ xuất hiện cái con Pokemon mà có sẵn cái hiệu ứng Gigantamax á. Đấy mình không cần cho nó ăn cái chén súp nấm đó, nó đỡ đỡ tốn nguyên liệu cho đó. Thì ở đây mình default là 512 á, mình tăng lên 700 thôi, ít thôi. Còn các bạn nào muốn cho nó lười lười farm nấm á thì mình cho nó lên nhiều nhiều đi, mấy ngàn chẳng hạn. Ok. Tiếp theo ha là Legendary Despawn, là có nghĩa là cái thời gian mà con Pokemon huyền thoại nó bị biến mất á, để lâu quá nó mất á, thì đây là 6.000 ha, mình chỉnh lên 60.000 lâu thiệt lâu luôn, nó không xuất hiện được, để trừ cái trường hợp trong việc máy mình lắc nè, máy mình bị đơ hay gì đó chẳng hạn, nó mất thời gian quá, mình lây hoay huyền thoại cái tự nhiên con Pokemon nó biến mất đó, hoặc là mình kẹt ở đâu đó mình không gượt theo kịp Pokemon nó bị biến mất. Mình nghĩ 60.000 nó nhiều quá, nhiều lắm nha mọi người. Mình chỉnh chừng 10.000 15.000 thôi, default là 6.000 cũng cũng tầm đâu 5 phút á đó, đó 5 phút mình chỉnh lên 10.000 thôi, đừng chỉnh nhiều quá. Ở đây mình test chơi cho vui á, mình chỉnh quá trời luôn nè. Ok ở đây chỉnh 10.000 thôi. Rồi đây ha, đây là số lượng mà tối đa mà Pokemon có thể spawn ngoài tự nhiên, đây là 3.000. Người nào thích cho nó spawn nhiều hơn, máy mạnh cho spawn thiệt nhiều ra thì mình có thể tăng lên 4.000 5.000 ha. Đây đây là Mad Flying Pokemon, những con Pokemon có thể bay trên trời á đó. Đó Bird Player có nghĩa là mỗi một người chơi á, đây là 500 con thì thích chỉnh cho nhiều, đừng mình có thể bắt được nhiều con thì chỉnh lên á, còn không cứ để mặc định đi. Hình như ở đây là mình để mặc định á, đúng rồi ở đây mình để mặc định, không có đổi ha. Rồi ở đây là bell, cái chuông á, cái chuông để gọi con Ho-Oh với lại con Lugia, thì default đó là 0.01 ha, còn 1.0 là 100% đấy. Thì tùy mọi người, cái chuông thì kiếm cũng khó, nói chung là mình muốn được lần ăn luôn á thì mình chỉnh cho nó về một ha, còn không thì mình chỉnh 0.1 đi, mình thấy là 0.1 là ổn á, 0.1 có chết mẹ chứ đó là chỉnh không 10.1 luôn. Ok từ 0.01 mình chỉnh lên 0.1 thì nó cũng được rồi đó, nó cũng vừa đủ ha, vừa có tỷ lệ thất bại vừa có tỷ lệ thành công luôn, nó là hên xui cho nó vui ha. Còn là cái khoảng cách ha, khoảng cách thì default là 10, mình tăng lên 1.000 thì nó cũng không có ảnh hưởng lắm. Mình thấy mình có test thử rồi thì hai con đó xuất hiện cũng gần gần đó thôi chứ không có đi xa lắm ha. Đây mọi người chú ý thêm cái này nữa ha, đây là cái Elastin, và có nghĩa là cái đền của ba con chim, chim băng, chim điện, chim lửa, thì ở đây là cái tỷ lệ nó xuất hiện ha, thì default đó là 0.005 rất là hiếm luôn, mình đã chỉnh lên là 0.05 thì 0.05 là mình kiếm cũng một mắt mình luôn á, mình nghĩ là mọi người lên chỉnh 0.5 đi ha, 0.5 đi cho nó dễ tìm hơn, chứ hôm bữa mình chơi mình chỉnh 0.05 á má ơi, đi kiếm mấy cái đền nó muốn khùng luôn á. Cái đền chim băng với chim lửa thì mình thấy là mình hên hay sao cũng kiếm được mỗi cái đền, còn cái đền chim điện á, là mình với em mình hai đứa bay mà bay khùng bay điên luôn, cái thời gian mà không có chơi không có quay á là phải bay đi kiếm nó khùng điên luôn á. Tiếp theo là mình tới cái tab test spawn ha, ở đây là cái gì, ở đây là gen 1 2 3 4 5 6 7 8, đấy là Pokemon gen 1 gen 2 gen 3 gen 4 gen 5 6 7 8. Đây, hiện tại nó là Chu, có nghĩa là tất cả các Pokemon của các gen đều xuất hiện trong tự nhiên. Bây giờ tôi bắt hết Pokemon gen 1 rồi, tôi không thích có nó xuất hiện nữa. Đây, tôi tích cho nó thành Phone. Đấy. Đấy, bây giờ tôi chỉ muốn trong cái thế giới của tôi chỉ spawn ra mấy cái Pokemon gen 5 thôi. Đấy, mình tắt hết.
chưa lên Gen 5 thôi, là nó chỉ xuất hiện Gen 5 thôi ha. Đấy, mình ở đây mình có thể điều khiển được nó. Mình muốn trong cái server của mình xuất hiện Pokemon Gen mấy mình phải chỉnh là True Phone, True Phone. True là có xuất hiện, còn Phone là không cho xuất hiện. Ok ha. Rồi, tới cái Pokeloot. Pokeloot là gì? Pokeloot là mấy cái quả cầu á. Đây, thời gian countdown, thời gian mà để nó hồi lại á. Đây, có là 40 á. Thì mặc định ở đây là 24, mình 40. Mình nghĩ là cái tầm đó là nó cũng vừa rồi. Đấy, còn cái tỷ lệ mà xuất hiện mấy cái quả cầu đó thì mình để mặc định là 1 ha. Chỉnh lên 2 cũng được. Chỉnh lên 2 thì nó bị nhiều á. Cái bấm game sát lên nó vàng hết cái màn hình luôn. Chấm mình đi kiếm, mình bay đi mình loot muốn khùng luôn chứ. Mình nên nghĩ là mình để 1 thôi ha. Ok. Cái AFK handle này thì không cần để ý tới ha. Graphic cũng vậy luôn. Để coi, graphic thì cũng không cần ha. Reading thì cái bản này thì không có áp chứng ha. Còn cái bản mà Pokehan thì mình nghĩ là có áp chứng ấy. Thì mình thấy là áp chứng cũng dễ, cũng không cần chỉnh gì nhiều đâu ha. Không cần chỉnh đâu, cứ để nguyên thôi. Cái này cũng để nguyên luôn ha. Một cái rớt vậy nè. BC Utility cũng để nguyên luôn. External Move. Đây là cái Dimension ha. Là cái đi qua Ultra Beat á. Thì mình có thể chỉnh được cái Shiny nè. Boss nè. Mà mình thấy thôi để mặc định đi. Không cần chỉnh đâu ha. Để mặc định đi. Thật ra tụi mình cũng để mặc định chứ không có chỉnh gì hết. Tại vì qua bên đó cũng ít á, không có qua nhiều. Rồi, cái này là cái Red ha. Red là gì? Red là mấy cái trụ mà hồng hồng á, cái trụ mà có ánh sáng hồng lên để mình đánh boss á. Thì trong đây thì tỷ lệ xuất hiện, đây ở đây là Red Shiny Ray. Tỷ lệ xuất hiện mấy con Shiny trong cái trụ á. Rồi mình muốn thấy mấy con đẹp đẹp thì mình chỉnh lên ha. Còn không thì cứ để mặc định, mình không có chỉnh. Mình để nguyên phần này luôn, không chỉnh ha. Bạn nào hết phá này nọ thì thôi chỉnh trong đây. Mình thấy là để nguyên đi, đánh boss vậy là được rồi. Rồi, đây là phần starter ha. Thì khi mà khởi đầu, đây là những con Pokemon có mình có thể chọn cho nó khởi đầu ha. Thì ngoài ra mình muốn, ví dụ như mình muốn khởi đầu bằng con Mewtwo, đây bấm ví dụ số cộng, ghi chữ Mewtwo vô. Rồi, là xong. Là mới vô chọn khởi đầu mình được chọn Mewtwo luôn. Vậy luôn á. Đây. Đây là bậc level khởi đầu ha, hiện tại thì là 5. Mọi người có thể chỉnh lên tùy mọi người. Mình thấy thôi để mặc định là 5 đi. 5 là hợp lý rồi ha. Rồi, Shiny Starter. Mới vô mình muốn mình chọn mấy con Pokemon bắt đầu á. Mình muốn nó có Shiny không, mình cho nó Fawn, ý cho nó Chu là có thể chọn Shiny ha. Mà ở đây mình để mặc định hên xui đi. Hên xui đi, tại Pokemon thường cũng dễ thương rồi ha, không cần phải Shiny mới dễ thương đâu. Rồi, Elevator không cần á. Healing, Link hồi máu thôi, nó cũng không quan trọng, mình để nguyên đi. Đây, phần Riding. Thì khi mà mình cưỡi mấy con Pokemon á thì mình muốn cho nó cái speed tăng lên, mình muốn chạy nhanh hơn hoặc là bay nhanh hơn thì mình phải có chỉnh đây ha. Thì mặc định là 1.0 thì mình nghĩ là mình tăng lên khoảng chừng 2-3 thôi, đừng tăng nhiều chạy không thấy gì luôn á, chạy kiểu như là không kiểm soát được. Mình cũng test thử rồi, đợt đó mình chỉnh speed lên á, chạy quá chạy luôn, chạy đơ máy luôn á. Nên là mình nghĩ là nếu bạn nào thích tốc độ á thì mình chỉnh lên 2 ha, còn không chỉnh 1 thôi. Ok, còn cái này là tốc độ của mấy con chim bay ha. Đây, của mấy con Pokemon bay, còn cái kia là Pokemon ở dưới đất ha. Đấy, như đất ở biển rồi đó, mình tốc độ là 2 thôi. Còn hiện tại bay thì 4 thì mình nghĩ là lên 5 hoặc là 6 thôi ha, tùy mọi người. Đây, mình có một cái phần quét ha. Thì ở đây hình như là không có chỉnh được mọi người ạ. Mình tính nói là mình chỉnh cái này lên mà cuối cùng nó không cho chỉnh. Quét max rank có nghĩa là trong cái khoảng cách bao nhiêu đó thì nó sẽ xuất hiện những cái nhiệm vụ cho mình để nhận, còn đi xa quá nó sẽ bị mất, nó sẽ chuyển qua cái chỗ khác, cái vị trí khác ha. Ok,
Thì nói chung là đó là những cái thông số mình chỉ cho các bạn setting ha. Đấy. À, maximum plan 999. Ở đây là 3 ha, 3 mình có thể chỉnh lên thành 5 6 gì đi để mình lấy có thể lấy được nhiều ruby hơn ha. Còn cái bóc thì mình thấy là 40 thôi, 40 50 là xài không có thể nào mà thiếu được hết á. Trừ phi mấy các bạn đi săn Pokemon rồi mà lấy mấy cái chỉ số ẩn cái gì đó đi farm nhiều con á thì chứa vào đó thì có thể là cần nhiều. Còn mình muốn bắt hết Pokemon thôi thì mình nghĩ là 40 50 thôi. Còn ví dụ như là mình muốn mình hiện tại mình đang 40 đúng không? Mình xài chết rồi. Giờ 40 nó full rồi giờ sao? Chỉnh lên 50, bấm bấm xong cái rồi mình thoát ra mình load vô thế giới lại là nó sẽ lên được 50 60 gì đó, mình chỉnh tìm chỉnh ha. Ok. Đây là 4 ha. Rồi. Thì hồi nãy mình có chỉ vô trong cái default là bao nhiêu, rồi cái chỉ số này là chỉnh bao nhiêu mình có để hết rồi ha. Đấy, mình có chỉnh lên cho mọi người hết rồi. Thì kinh nghiệm là 5 thôi ha. Để mình dòng luôn dòng lại. Kinh nghiệm là 5. Pick up rate mình nghĩ là để lên 5.000 đi. 5.000 là được á. Nó cũng không có ra đồ gì nhiều đâu. À, quan trọng nhất là cái phần spawning nè. Thì cái phần mà 1.500 shiny thì ok, mình thấy nó cũng ổn á. Còn boss bao ray thì 4.000 đi. 4.000 thì mình thấy nó cũng ra nhiều á, vừa đủ thôi. Còn cái thời gian mà con boss nó spawn ra là 6.000 ha. 5 phút một con. Đây, còn cái legendary á, mình nghĩ là 10.000 thì nó khoảng tầm đâu đó mười mấy phút thì nó cũng hơi lâu á. Mình nghĩ là khoảng tầm 7 7.000 thôi. 7.000 hợp lý. Còn tỷ lệ thành công là mình cho 70% đi, 0.7 ha. Ok, đấy. Thì mỗi một cái thông số mình cũng đã nói cho các bạn chỉnh bao nhiêu là phù hợp hợp lý ha. Thì lúc đó mình sẽ can theo đó, mình có thể là mình theo ý thích của mọi người ha. Thì ý thích của mọi người chỉnh thế nào chứ cũng không nhất thiết là mình chỉnh theo mình ha. Mình đề nghị như bao nhiêu đó thôi, mình kiến nghị thôi. Ok, thì mà sau khi mình chỉnh xong hết rồi thì mình phải bấm xong nha. Thì nó sẽ có trường hợp là nó sẽ đơ máy, và máy ban đầu mạnh thì nó không bị đơ. Còn mà ví dụ máy nào yếu yếu sẽ đơ máy cái hoặc là nó crash game luôn. Thì lúc đó mình chỉ cần load game vô lại thôi là bình thường ha. Còn ví dụ như mình bấm xong rồi mà mình không thấy nó áp dụng gì hết, sao mà không thấy xuất hiện gì hết, kỳ quá vậy, thì lúc đó mình sẽ thoát ra vô lại lần nữa thì sẽ được ha. Ok, đó chính là mình nhắc lại nha. Đây là cái config cho bản 1.12.2 với lại là bản Pokehan ha. Còn 1.16.5 là nó không có chỉnh được nha. Không chỉnh được trong game, chỉ chỉnh được ở ngoài thôi. Rồi, ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần mà chỉnh phím như thế nào, chỉnh cài đặt config server như thế nào ha. Ok, thì cái video này cũng đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà các bạn có thắc mắc cái gì hết á, có thắc mắc đó, thì hãy comment bên dưới video ha. Có thể là inbox trực tiếp Facebook cho mình luôn, mình thấy mình nhắn mình sẽ trả lời liền à. Chứ mình không có mình không có phân biệt hay gì đâu ha. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.